Ngày mai là birthday của con gái mình. Con gái được 11 tuổi. Thì nguyên ngày hôm nay á, trước birthday một ngày á, mình là lo chuẩn bị nấu nướng đủ thứ để ngày mai tiệc á. Tại vì nhà có một mình phụ nữ là nếu mà ngày mai thì không có kịp làm. Phải làm từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay rồi ngày mai mới có thể làm tiệc được. Bây giờ là mình sẽ làm cái chả giò chuối chiên á. Thì cái video ngày xưa đầu tiên mình có hướng dẫn cái món này rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm cái món này. Rồi sáng giờ, trưa giờ thì nấu được một nồi cà ri rồi. Nhưng mà cũng chưa có hoàn tất đâu, ngày mai mới bỏ nước cốt dừa vô. Thì bây giờ sẽ làm tới chả giò chuối chiên nha cả nhà. Rồi đây là ngày mai là mình sẽ làm món gỏi nữa nè. Mình đã thấu sẵn nè, cái này là củ cải đỏ với lại củ cải trắng nè, mình đã thấu chua ngọt sẵn nè. Rồi ngó sen mình cũng có làm sẵn luôn rồi. Rồi hôm nay mình mua được cái này nè, cái rau tiến vua ở trong frozen đông đá nè, mình đã rã đông rồi, mình sẽ đi luộc nó lại để ngày mai mình bóp gỏi á, gỏi tôm thịt, gỏi tiến vua, gỏi rau tiến vua với lại ngó sen tôm thịt ăn như vậy để đổi món. Rồi ngày mai á, mình có order một con heo quay to để cho ăn kèm gỏi, ăn kèm cho nó đỡ ngán á. Rồi hôm trước mình cũng có làm cái món đồ chua mà bắp cải ba màu á, màu trắng, màu tím, màu vàng á, là để ngày mai á, mình sẽ ăn kèm với lại thịt quay với lại thịt gà hấp muối á, gà với thịt là mình order rồi. Bên đây nè, nhiều thứ quá mình không có thể nào làm nổi sầm xuể hết á. Rồi ngày mai là sẽ tiếp tục làm cái món gỏi này, mình sẽ chia sẻ ha. Rồi bây giờ trước tiên mình sẽ đi làm cái này trước đi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho con gái tập cuốn phụ mẹ nha. Nè, cái này là mẹ đã quậy cái hồ để mình dán đó, biết không? Rồi cái này chuối nè, ướp sẵn rồi. Ướp đường với lại cinnamon, thấy đen 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 là cinnamon đó nha mọi người. Chứ không phải là dơ đâu. Cái bột cinnamon đó. Bây giờ lột cái bánh nè. Cái bánh này mình xài size, mình xài cái size dừa, size medium thôi. Vi nhớ không Vi? Khoan chờ mẹ đi. Giờ mẹ sẽ lột mẫu, làm mẫu trước một cái để coi rồi mẹ có làm theo nha. Bây giờ mẹ sẽ dừng lấy một cái bánh này ha, không? Rồi để cái góc nhọn xỉa vô trong người mình. Cái góc này nè. Ha. Rồi lấy một miếng chuối nè. Thấy không? Để vô đây, lúc để ngay ngay nhớ ngay đây nha con, đừng để gần giữa thôi chứ chưa giữa ha. Rồi bắt đầu nè, bỏ dừa lên nè, cái dừa nè, nhớ để miếng chuối lật lên nha, tại vì mình cắt có nửa trái á, mình để lật lên là mình để dừa vô để cho mình cuốn nó tròn cái trái chuối, còn để úp xuống thì nó sẽ bị dẹp. Nè coi nè, nhìn lấy cái mí này ập qua chận xuống nè, coi trước chận xuống cho nó chặt cái tay, phải không? Rồi bẻ cái góc này ập vô đây, nhớ cho nó vuông góc nó ra nó mới đẹp nha, không góc bên đây nữa chận vô nè, thấy nhau vuông góc này thấy không, thẳng á. Rồi bắt đầu con mới chận ngón tay đây nè, con cuốn nó mới chặt được, biết không? Đó, đẹp không? Rồi chừa cái miếng này lại, lấy miếng hồ dán nè. Đó nè, còn quay đẹp không? Nửa trái nó dẹp mà cuốn thành tròn mới hay, biết không con? Con bỏ vô cái con để cho nó ngửa xong con bỏ dừa, thêm dừa vô cho nó đầy, thêm dừa phô lên nè. Coi mẹ làm cái nữa nè, bỏ dừa lên trên rồi đừng cho nó rớt xuống dưới, nên cho nó tròn á, biết không? Nè nó có thấy không nè, của thanh thóp nó kẹp phô làm cho cái chuối nó rau lại, nó tròn lại, biết không? Rồi kéo cái mí này nè, ập qua đây căng chặt cái tay một chút xíu, lấy cái tay này, ngón tay này chận xuống, con coi chừng đổ dừa ra đó, đổ ra dừa ra trơn rồi kìa. Lấy cái góc này để vô cho nó ngay thẳng, đường thẳng nè, straight, giữ cho chặt. Con phải bỏ cái dừa này cho vô đây nè, rồi con bỏ cái này bọc xuống, nó lấy cái tay chặn ở đây này cho nó chắc nè, biết không? Rồi kêu con bẻ cái góc này lên, bẻ cho chặt vô cho nó thẳng nè, đường thẳng nè. Rồi bên đây con bọc là gì nè, đó con thấy không?
thẳng vậy nè, thấy không? Bắt đầu con nhầm cái tay đây nè, con bẻ vô cho nó chặt cái chuối đó, được con dán lại, biết chưa? Phải làm cho chặt cái tay mới được, phải không con? Con coi nó lỏng lỏng, nó bung ra lúc mình chiên nó bị bung ra, phải không? Nó xúc ra đó, nó đổ ra cái dầu nó cháy, nó dở, phải không? Đó, tròn ha, được không? Rồi làm one more cho mình coi coi. Gái lớn cái gì cũng phải biết tập làm nha con. Lớn rồi, bây giờ là sinh nhật này là tròn 11 tuổi rồi, phải biết nấu, mẹ dạy hết mẹ nha không? Mốt dạy đủ thứ món hết là biết nấu luôn. Tới 15 tuổi là you know everything ha. Để xích vô đây một xíu là gần ngay gần gần, để chút nữa cái cạnh này không bẻ lại nó mới được, phải không? Làm cái nhỏ lên mất mẹ, mình làm cái lớn chứ. Để vừa phu lên nha con. Nè, con lấy cái tay nè, con cầm hai cái tay kia đâu? Ôi mời con. Hồi nãy có đi rửa tay chưa vậy? Dạ. Nè coi nè, bẻ cái này vô, chậm cái ngón tay xuống cái miếng này cho nó đừng có bung cái dừa, đổ cái dừa ra. Rồi cái mép này bỏ vô cho nó chặt, cho nó thẳng cái góc này nè. Đến cái mép bên đây bỏ vô cho nó thẳng cái góc nè, cuộn nó lại. Con cuộn cho chặt cái tay nha không? Make it tight, ok? Đó. Chuối tại vì nó có trái lớn trái nhỏ cho nên cái cuốn nó sẽ có cuốn lớn cuốn nhỏ, nhưng mà không sao, miễn sao làm cho nó tròn thôi. Nó tròn thì lúc mình chiên nó không có bị lật cái trái chuối, mình trở qua trở lại được. Còn nếu nó bị dẹp á, nó nằm có một phía, mình không có lật nó qua được, nó không có vàng đều trái chuối, không con? Đó, được rồi đó, làm cho khéo lại tí xíu nữa, thấy không? Second one là ok rồi, làm thêm hai cái nữa là đẹp rồi. Nhớ là chặt tay nha. Mấy cái time thôi là nó bị loose rồi, nó bị broke đó, phải không? Lúc mình chiên đó, phải không? Cho nhớ cái đường thẳng này cho nó ngay nè, thì cái cuốn nó ra nó mới đẹp nha, không con? Làm cái nữa nè coi. Mình phải cẩn thận, mình lúc đầu mình cẩn thận là sau này cái gì mình cũng cẩn thận hết đó, phải không? Mình làm ẩu là mai mốt là mình làm cái gì cũng bị ẩu hết đó. Thêm dừa đi, mấy cái phu rất món này. Đó, đúng rồi, cuốn chặt vô. Đó, giới mẹ giỏi rồi đó ba ha. Good job, Vivian. Rồi, được rồi. Rồi, như vậy là con gái mình nó làm được rồi đó. Bây giờ nó sẽ cố gắng làm cho càng ngày càng đẹp hơn. Để mẹ check coi. Con nè, con xếp cái góc cho nó thẳng, nó sẽ không có bị lòi giống vậy. Mẹ con thấy không? Con thấy mẹ xếp thẳng á, thấy không? Nó không có lòi ra như vậy nè, cái này cạnh này nó lòi nè, thấy không? Là tại mình không có xếp ngay á. Mẹ sửa lại tí xíu nè. Nè coi nè. Nè, lúc con xếp cái này nè, con gắng giữ cho cái góc này nè, nó vô trong đây nè. Thì nó cuộn, mình cuộn lại nó không có bị lòi ra, phải không? Nó không bị ló cái miếng này ra nè. Ok. Đó, đây nè. Con lựa cái nhỏ con làm thôi, tại con làm cái lớn chưa quen á, nghe không? Cái lớn vậy thôi nè. Rồi mình quay cái video clip nhỏ nhỏ để coi thử coi cho cả chia sẻ với cả nhà buổi tối trước ngày birthday con gái á, hai mẹ con làm bếp như thế nào để cho vui, chia sẻ cùng cả nhà. Rồi ngày mai á, tới birthday mình sẽ bắt đầu mình sẽ quay cái video birthday con gái ha, celebrate birthday á, ăn mừng sinh nhật á,
Ngày mai mình dọn mâm cỗ lớn lên là mình sẽ chia sẻ với cả nhà tiếp tục nha. Giờ thì chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà có một bữa tối vui vẻ, ngủ ngon giấc. Bye bye.